Thưa quý vị và các bạn, đến với mục trà trưa hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề an toàn giao thông đối với phương tiện xe máy. Nhiều người vẫn nghĩ rằng dừng đậu xe máy bên lề đường là chuyện vô cùng bình thường và sẽ không gây ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông khác. Mọi người đều có thể đổ xe bên đường để nghe điện thoại, kiểm tra tin nhắn, mua đồ hay chờ đợi một ai đó, vân vân. Dạ vâng, thế nhưng đối với những đoạn đường có mật độ xe lưu thông cao, việc dừng xe không đúng nơi quy định có thể gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta hãy cùng theo dõi tình huống ngay sau đây. Đoạn video này được đăng tải trên Facebook mới đây cho thấy, ngay tại nơi ngã tư giao nhau, người đàn ông này dừng xe bên lề đường để kiểm tra điện thoại. Từ phía sau, một chiếc xe máy khác chạy đến, vì tránh người đàn ông trên nên đã thắng gấp và tai nạn đáng tiếc xảy ra. Việc tùy tiện dừng xe máy bên lề đường phổ biến đến mức ở bất cứ đâu, đoạn đường nào, thậm chí ngay tại biển báo cấm, người dân vẫn cứ vô tư đậu xe. Vâng, để giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn như thế nào là đậu dừng xe bên lề đúng nơi quy định, thì trong một trà trưa ngày hôm nay, đồng chí Trần Văn Bắc, đội trưởng đội tuyên truyền và xử lý phòng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai sẽ phân tích cho chúng ta rõ hơn về vấn đề này. Vâng, thưa đồng chí, nếu như mà dừng đậu xe bên lề mà gián tiếp gây tai nạn giao thông thì như vậy có bị truy cứu trách nhiệm không ạ? Căn cứ vào điều 260 của Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, thì người nào vi phạm trật tự an toàn giao thông mà gây hậu quả cho người khác quy định theo điều 260 của Bộ luật hình sự thì sẽ bị quy chịu trách nhiệm hình sự. Cụ thể hơn, trong đoạn video vừa rồi thì chúng ta thấy là người điều khiển phương tiện giao thông đã dừng xe gần sát ngay ngã tư giao nhau và tai nạn đã xảy ra ngay sau đó, thì trong trường hợp này đồng chí có phân tích như thế nào ạ? Theo điểm E khoản 4, điều 18 luật giao thông đường bộ là nghiêm cấm dừng đậu phương tiện ở đường giao nhau và trong phạm vi 5m tính từ mép đường giao nhau. Ở đoạn clip trên, vụ tai nạn giao thông này là có hậu quả chết người, là có dấu hiệu của vụ án hình sự theo quy định ở điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên, nếu muốn xác định được nguyên nhân của người vi phạm làm cho người điều khiển phương tiện mô tô xe máy đó bị xe ô tô cán chết, thì thẩm quyền của cơ quan cảnh sát điều tra có điều tra mới xác định được đầy đủ chính xác vụ tai nạn giao thông này, cái người đậu đỗ sai quy định đó có phải là trực tiếp gây ra cái tai nạn giao thông không, từ đó mới xem xét trách nhiệm hình sự. Dạ, như vậy thì thông qua đây thì đồng chí có thể tuyên truyền và cảnh báo với người dân như thế nào là đi đúng luật và đặc biệt là đậu đỗ bên lề cho đúng luật ạ? Người tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ năm 2008. Mà người điều khiển phương tiện giao thông khi đậu đỗ phương tiện phải chấp hành nghiêm chỉnh điều 18 luật giao thông đường bộ năm 2008. Nếu người điều khiển phương tiện giao thông dừng đậu sai quy định, không chấp hành theo điều 18 luật giao thông đường bộ mà gây hậu quả cho người khác được quy định trong điều 260 của Bộ luật hình sự thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của đồng chí ạ. Bích Tuyền xin thông tin thêm đến quý khán giả. Điều 18 Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định về cấm dừng xe đổ xe tại các vị trí sau đây. Bên trái đường một chiều, trên cầu gầm cầu vượt, song song với một xe khác đang dừng đổ, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường giao nhau, nơi dừng của xe buýt, trong phạm vi an toàn của đường sắt, che khuất các biển báo hiệu đường bộ.